Đâu? Không phải, liền nhau này. Cái này là vặn ra để vặn hào ốc ra. Có hiểu chưa? Có hiểu không? Vặn ra để hào ốc. Dạ không. Sao này? Một chơi. Ôi, mày thay. Cười. Cười cái gì? Cười cái heo. Mày thay thay mấy quấy, mặn. Không ăn. Không phải mà chơi. Gì cả? Thôi. Im đều. Có cái chút là đốt mỏng đẹp mà không phải số 1 không? À không có ạ. Đốt trắng cũng không có. Quá to thôi. Cái đốt to á. To trắng là nó như thế nào? Đốt trắng mỏng cũng có đâu. Đốt số 1 không có. Không có ạ. Thế nhưng mà đốt trắng là... Thế là không làm ngoài cái này là... Ngoài em. Mà không có, để đốt to thôi. À. Không cái đốt to ấy, kia đốt bạn này nó xài như này cho con nó bằng bằng cái mũ này này bao thiếu con này này một cái trắng này gì ra loay hoay hết rồi đi ra loay hoay ở đây gì nào đây ăn cơm nào lại nhịn đây cho mượn con này chơi đây. Mẹ chơi xong không Thank you.
đó.